làm được ông lòng phần cuối ha. Hôm qua thì cái phần cái bên hông mình là mình để gắn cái hàng màu đỏ, mình thấy mà cứ thấy cái hàng màu đỏ vậy thì nó nổi quá, nó nổi với lại gắn cái hàng màu đỏ thì là nó lòi hai cái dây hai bên này, nó lòi ra hai cái dây, nên mình mới xài cái hạt cho đó, lại mình xài cái hạt 12 và 14 ly. 12 và 14 ly thì nguyên tắc gắn thì gắn theo cái hạt đi xuống này ha. Gắn theo cái hàng hạt, cái hàng hạt này nè. Bây giờ mình đã gắn được mớ rồi. Cái hàng này nè. Cái hàng này đi lên. Đó là thì mình gắn ba, khi mình gắn ba hạt thì nó sẽ không có lòi được cái mối dây ra. À, ví dụ mình gắn hạt 12 ly nè, hạt 14 ly. Rồi tới hạt 12 ly. À, mình gắn thế như vậy này mình xỏ lên. Mình xỏ lên cái hạt này nè. Là mình xỏ cái này, là mình xỏ ngay cái hạt này nè. Rồi tiếp tục mình lại hạt 12 nè, 14 và 12. Mình cũng xỏ theo cái hàng, cũng theo cái lần hạt này. Mình xỏ như vậy thì mình sẽ không thấy cái mối dây, không thấy cái mối dây mà nhìn cái sản phẩm của mình, sản phẩm của mình nó liền lạc hơn. Còn nếu mà mình xỏ một hạt nè, ví dụ như mình xỏ một hạt đỏ chẳng hạn, thì khi mình xỏ thì nó sẽ lòi hai cái dây hai đầu bên đây nè. Nếu mà mình xỏ hạt vàng thì nó cũng lòi dây, à nó lòi cái dây nó xấu, bởi vì mình làm như vậy. Thì tùy thích thêm các bạn. Thì thường là làm theo những cái hàng hạt này thì mình sẽ xen thêm một hạt để mình tạo giống như cái dãy vậy đó. Nhưng mà mình thì mình không làm theo cách đó. Ngày hôm qua mình đã làm rồi, nhưng mà mình suy nghĩ nó lòi cái dây nên không đẹp, nên mình không có làm. Mình xả ngược lên thì nó kín hết rồi nè. Rồi để cho nó cứng á thì ở mỗi cái mắt á, mỗi cái hàng mắt ở phía dưới nè, thì mình chen vô một cái hạt 10 ly, cái hạt vàng 10 ly để cho nó cứng. Ở đây cũng vậy, thì ở mỗi cái khớp nè, làm vậy thì cái sản phẩm của mình ra nó sẽ cứng, nó đẹp lắm, sẽ cứng, nó chắc chắn. À, mình sẽ khóa dây lại. À, mình gắn ở mỗi mắt mỗi hạt này. Thì cái sản phẩm của mình nó cứng nhất à. Nhất là trên cái thân, nếu mà mình không có gắn cái này thì cái thân nó không đứng. Cái thân nó không có chắc. Rồi mình xả vòng vòng cái mình cắt dây nha. Thì trang trí cái phần lưng thì hôm qua thì cái phần này á, thì mình làm cái hạt nhỏ,
Nhưng mà mình thấy mình làm mình lên rồi xong mình thấy sao nó rườm rà quá. Mình mới làm, mình cứ làm mình trang cái phần cái hạt đỏ, cái dải hạt đỏ nó dài trên cái lưng. Thì mình cắt ngang qua, mình làm xong mình cắt hết trơn. Nên mình trang cái dải hạt đỏ là trên cái lưng. Là gồm có cái hạt 8 ly nè. Cái hạt vàng 8 ly. Mình trang với cái hạt màu đỏ 18 ly. Cái hạt vàng 8 ly để cho nó không thấy dây á. Mình cũng làm mình xỏ từ bên này qua bên kia. Xỏ dài dài dài. Trên cái lưng. Vậy là xong rồi đó. Mặt đỏ 18 ly, mặt nhỏ 8 ly. Rồi mình sẽ xỏ qua. Xong cái phần khi làm thì cái nhìn cái phần cái thân của rồng á, nhìn cái phần cái thân nó sẽ lớn và nó không sẽ không có thấy lòi cái phần chữ ra, cái phần gân chữ ra, thành cái này nó có nguyên cái lằn đỏ, cái lằn gân ở trên này trải dài. Bây giờ từ dưới lên tới trên đầu luôn. Rồi sau đó mình xỏ cái dây này. Mình xỏ mình phát cái dây này nó được. Dây này nó chạy luôn ở phía bên đây. Mình phát cái dây này lại.